Hello. Hello, em chào anh Tơ Quang, chào cô chú anh chị nha. Anh nghe rõ Rồi. không anh? Nghe nghe rõ chưa? Đó, chúng ta thấy đó là rõ. Tôi quên là mấy anh bao que xỏ lá anh có giá trị phết đấy. Chẳng qua là anh em mình từ xưa đến nay là cũng coi thường các anh thôi. Thà cử mẹ hoàng đế Đào Minh Quân đúng không? Mới đi một cái gọi là cái hạm đội Nhật Tảo qua thăm Trung Quốc đi, nghe nó còn hoa một tí. Một già cái trăm tuổi. Đúng. Thì nó đơn giản lắm anh, có nghĩa là chúng ta nhìn theo cái phương diện nào thôi. Dĩ nhiên là lãnh đạo của các quốc gia đó thì người ta không ai người ta nghĩ suy nghĩ một cách nó thiển cận như vậy cả. Thế nhưng ở đây là những cái thành phần chống phá mà anh, những cái thành phần chống phá thì người ta có nghĩa là tìm mọi đủ mọi lý do lý lẽ rồi tìm mọi cách mà có thể nói là bỉ ổi trơ trẽn nhất, một cái hành động nhỏ nhất hay một ly một tí thôi, từ cái cách cầm ly nó cũng đi ra nó nói đúng không ạ? Thế nên khi mà chúng ta đưa lên chúng ta chứng minh là lãnh đạo các quốc gia như vậy, hay là cái vấn đề lãnh đạo chúng ta đi ủng hộ cái nền thể thao nước nhà đó là xem một trận bóng đá thôi, nó cũng lên nó mỉa mai nó cho rằng là thế này thế nọ, thế nó lại quên mất là ngay kể cả bà Angela Merkel hay là vân vân cả lãnh đạo các nước, kể cả là thủ tướng Anh hay cái gì đó, người ta cũng đi người ta cổ vũ rất là nồng nhiệt, hay tổng thống Pháp chẳng hạn, thì bọn ấy im, nó kêu à cái đó là hành động văn minh, đó là hành động mà một lãnh đạo một quốc gia người ta đến người ta động viên đội tuyển rồi thế này thế nọ, người ta cổ vũ, người ta nâng cao tinh thần thể thao. Còn lãnh đạo của chúng ta mà đến cổ vũ thì nó cho rằng thế này thế nọ. Thì cái thực ra mà nói thì cái tư duy của hội này nó là tư duy ngược mà, nên rất khó lắm anh, khó lắm. Hay là mới đây mà anh em mình theo dõi một cái nhân vật mà đang ở bên Thái Lan á, cái thằng em quên mất tên rồi nhỉ, cái thằng gì nhỉ, có nghĩa là nó đăng bài mà nó bảo là từ cái vụ mà năm 2021 mà nó tố cái Việt Tân á, anh nhớ anh đọc bài đó chưa? Thái Văn Dung Đó phải thì không? nó Thái Văn Dung không? nó Nó đúng là nó hình 10 như năm chịu cực khổ vì bị chèn ép, bị băng nhà nhóm Việt đó, Tân chèn ép, nó sinh ra khỏi đảng Việt Tân gì đó đúng không? nhà đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Thì em thấy rất là kỳ lạ là đúng là phải nói là mình suy nghĩ như thế nào thì mỗi người một kiểu, nhưng mà nếu mà để cho nhận ra Thái Văn Dung đúng không, Thái Văn Dung có nghĩa là nó nói về cái tổ chức khủng bố Việt Tân này này, nó xảy ra cái sự việc mà gọi là liên quan đến Trần Minh Nhật và Nguyễn Văn Tráng bị hai cái thành phần này nó chơi xỏ cách đây 2 năm trong vụ 8/3 2021 tại Thái Lan á. Thì mặc dù nó cũng nó tham gia Việt Tân rồi, nó lên nó gọi Việt Tân giúp nó, nhưng mà Việt Tân nó ngó lơ đó, ngó lơ thì dĩ nhiên là nó bảo là từ nay đến ấy là nó sẽ không có liên quan thế này thế nọ nữa rồi vân vân và vân vân cả. Thế thực ra bọn nó phải biết đó là Việt Tân là đã được Việt Nam xếp vào tổ chức khủng bố rồi. Và Việt Tân là gì? Là một trong những cái công cụ rẻ tiền, nó thẳng ra một cái công cụ rẻ tiền của Mỹ để mà người ta đi người ta làm những cái việc mà liên quan đến các cái nước đó. Mà mục đích của Mỹ thì từ xưa đến nay rất rõ ràng, mồm thì nói thế này thế nọ, dân chủ tự do, nhưng phía sau thì luôn nuôi dưỡng những cái tổ chức, những cái cá nhân ngấm ngầm có, công khai có, chống phá các nước mà có thể nói là Mỹ đưa vào diện là dạng như kiểu là những người anh em mà không chịu nghe lời đấy. Đấy còn đồng Thôi minh các đó, đấy con thoi đấy, nghĩa là mày con dám thoi. Đấy thì chúng ta thấy rất là rõ, thì nếu mà nói về con người người ta nhận thức được thì người ta phải biết được là một là Việt Tân đã được chính phủ Việt Nam xếp vào tổ chức khủng bố. Thứ hai, Việt Tân nó ở đâu? Nó ở Mỹ. Rồi các cái chân rết của nó ở các cái nước đồng minh của Mỹ, thì cái việc nó lên mạng nó nói là chuyện bình thường. Nếu mà nó không nói một ngày mà thằng Việt Tân nó không lên, nó không xuyên tạc, nó không bóp méo thì nó đã không phải là bọn khủng bố. Nó đi nó cầm thùng nó quyên góp mấy chục năm nay rồi, chưa có đứa nào dám há mồm bảo nó là phải công khai kinh tế như thế này như nọ, không ai dám. Mà nó cứ nói là nó nói Việt Nam độc tài, trong khi gia đình nó trị mấy chục năm nay đúng không ạ? Thì rất rõ ràng là như thế, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy cái cơ cấu của nó là như thế nào. Thế nhưng mà vẫn có người tin theo nó, tin theo nó bây giờ kêu ai. Thế bây giờ bản thân những cái thành phần kia nó cũng em vô em cũng cũng thấy rất là buồn cười. Thế con người đàng hoàng nhận thức tư duy nhìn mặt cũng sáng sủa thì phải biết như thế nào, mình lựa chọn như thế nào. Còn đã lựa chọn theo nó rồi đó, hay kể cả những cái nhân vật gọi là Tuấn Miner cũng vậy thôi, cái đối tượng mà đang ở Thái Lan cũng vậy thôi, bảo là sang rồi mấy chục năm nay 35 năm ở bên Thái Lan vật vờ này nọ,
tóm lại một câu nói thì nó hơi quá đáng một tí, nhưng mà theo em nghĩ là nó đúng. Đó là gì? Đó là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Mình có đúng nhà, rồi, có cửa, có vợ, có con ở sống trong một cái đất nước yên bình không thích. Đúng không? Tự người biến mình thành nào là dân oan rồi thế này nọ. Ở Việt Nam nếu mà nói dân oan có không? Có. Em khẳng định là có. Nhưng cái số lượng nhiều không? Rất ít. Những cái trường hợp oan sai đã được các cơ quan có thẩm quyền, người ta minh oan, người ta xin lỗi, người ta đền bù công khai, đó là những trường hợp người ta bị oan, đúng không ạ? Hoặc là gì? Do cơ quan chức năng làm sai, thì đã có các cơ quan người ta xác minh, người ta khẳng định mọi vấn đề đó. Chứ còn một cái thằng cha vơ chú véo ở đâu tự dưng nhận mình là dân oan, bọn này thì dân gian thì đúng hơn, đúng không ạ? Thế thì khi mà đã lựa chọn theo cái con đường đó đó, cứ mong muốn thế này nọ, thế bản thân ở trong nước á, thì chống phá nhà nước, đúng không? Nói xấu đảng, nói xấu chính quyền, xuyên tạc tình hình đất nước để mong Việt Nam trở thành một quốc gia có đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để cho nó được từ thế này thế kia, cho nó giống Mỹ. Thế bản thân mấy đứa chạy sang Thái Lan rồi, Thái Lan nó cũng là một nước đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập đấy, thì cứ ở bên đấy mà yên ổn mà làm ăn thôi, làm gì mà phải lên tố cáo nhau là ăn chặn ăn chẹn rồi các kiểu làm cái gì, đúng không? Mà cái đi Mỹ để làm cái gì? Thái Lan nó cũng là một cái đất nước đang có chính trị đa đảng đối lập, đó đã đúng với nguyện vọng của mình rồi. Thế thì cứ ở yên ổn bên đấy mà kiếm sống thôi, kêu khổ làm cái gì, than làm cái gì? Than nhiều quá Việt Tân nó im mồm á, có nghĩa là nó không thèm trả lời ấy là còn tốt đấy. Chứ mà cứ nắm mồm quá, có khi nó lên nó bảo mẹ mày ngu thì mày chết thôi, tao có bảo mày về theo tao đâu. Đúng rồi. Đúng không? Với hai nữa là tao bao nhiêu năm nay tao làm ăn bằng cái cách như vậy rồi. Thế bây giờ tao không ấy ra thì tao kiếm ăn bằng cây gì? Tao đi lừa được ai nữa? Rõ ràng là như vậy. Cái tóm lại là những cái thành phần này thì nó sẽ bị trả giá thôi. Cái đây là cái bài học trả giá cho cái những cái mà có thể nói là nhận thức sai lệch. Cái tư tưởng nó mang tính chất là mục đích cá nhân, mong muốn là thế này thế nọ, không làm có ăn, không có đâu nha. Không có đâu. Không có xã hội nào chứa chấp được những cái thành phần như vậy cả. Đấy. Giống như kiểu là mấy cái tay luật sư đấy, vừa sang đến Mỹ nó viết bài ca ngợi Mỹ, trong khi đã ở Mỹ được mấy ngày, ở Việt Nam mấy chục năm, mồm thì bảo thế này thế nọ, thế không có tự do, không dân chủ, không nhân quyền, thì các ông vác cặp các ông đi kiếm sống, đổ vào mồm các ông, gia đình các ông mấy chục năm nay các ông đi bằng cái gì? Mà mở mồm cái ra là vừa đi sang đặt chân đến Mỹ là chê bai đất nước, chê bai quê hương đất nước. Thế cái tiền sang Mỹ ai cho? Rồi nhà cửa Việt Nam, xe cộ đi lại các thứ đó thì ai cho? Mỹ cho à? Hay là các ông kiếm tiền bằng những cái chính sách, bằng pháp luật, rồi bằng cái mọi vấn đề ở Việt Nam? Đúng là những cái thành phần này là em bảo là không những là bưng bô nữa, mà những thành phần này là nó liếm bô luôn rồi, chứ không phải bưng nữa. Những thành phần bưng bô nó khác, bưng thì nó mới chỉ bưng thôi, chứ còn mấy cái loại mà qua được 3 ngày mà đã ca ngợi các kiểu như vậy thì đúng là chỉ có liếm thôi, mà có khi liếm là còn liếm đi liếm lại, liếm sạch thì thôi. Dọn bô. Nói thì có thể nó hơi quá đáng, nhưng thực tế nó là như vậy. Thực tế chúng thấy nó rõ thôi, chứ còn ở đâu thì ở, các anh ở đâu thì ở thôi. Cái quốc gia nào nó cũng có vấn đề tồn tại, nó không nảy sinh vấn đề này nó sẽ nảy sinh vấn đề khác. Và trong cả một cái, trên cả cái trái đất này, cái quả địa cầu này, nơi chứa đựng hành tinh này, nơi chứa đựng cái cuộc sống của con người đó, chúng ta đó, thì cũng chưa có một cái quốc gia nào có thể nói là nó hoàn thiện 100% cả. Nó không có cái gì là tuyệt đối cả. Thế nên ít nhiều gì đó trong cái con đường phát triển, hoàn thiện cơ cấu, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện mọi thứ, thì nó kiểu gì nó cũng sẽ có những vấn đề này, vấn đề kia nảy sinh. Còn nó nảy sinh ở đâu, ở khâu nào và do đối tượng nào thì đối tượng nó phải chịu trách nhiệm. Chứ các anh không thể lấy một cái cá nhân để các anh đổ lỗi cho cả một tập thể là không có được, đúng không ạ? Em cũng chưa bao giờ em lấy một cá nhân ở Mỹ mà em đổ cho toàn nước Mỹ cả. Không bao giờ. Bởi người Mỹ thì cũng có người dis, người đát, đúng không? Người này người kia. Người Mỹ người ta cũng có người giàu, người nghèo, người ta cũng có là người bản địa, người nhập cư. Đấy, chứ không thể nói là vì cái vấn đề xả súng mà em đổ cho cả nước Mỹ người ta bạo lực, đâu được. Người Mỹ người ta cũng có người này người kia,
đúng không? Chúng ta thấy em nghĩ là rất là đơn giản vậy thôi. Thế nên cũng nhìn cái gì chúng ta đánh giá nó phải đứng trên góc độ là mình hoàn toàn là khách quan. Mình hoàn toàn là khách quan chứ không thể mình đánh giá cả một cái đất nước mà trong khi mình chỉ sống ở một khu vực nhất định thôi. Và thậm chí là có những cái vấn đề mình còn chưa tìm hiểu hết ngay trong một đất nước mình thôi. Cái phong phong tục văn hóa tập quán ấy, của nhiều nơi vùng miền mình còn chưa đi hết được thì làm sao mình đánh giá được hết tất cả. Đúng Ông rồi. chỉ đứng trên một cái phương diện cá nhân, xong rồi ông đứng ông đánh giá cả một cái quốc gia, cả một cái thể chế, cả một cái Bạn nhìn đảng lãnh sang. đạo, nó rất là không phù hợp. Mà mình ở đâu có vấn đề gì thì mình cũng cần phải có những cái bước nó phù hợp. Giống như nhiều thành phần cứ lên trên mạng viết đơn tố cáo, ai người ta lên mạng người ta đọc đơn tố cáo của anh, đúng không? Cơ quan chức năng người ta làm việc nó khác, không phải là như chúng ta lên mạng chúng ta chia sẻ hay là chúng ta nói chuyện. Thì dĩ nhiên là chúng ta nói chuyện thì có những cô chú anh chị người ta đồng tình thì người ta vẫn ủng hộ, nhưng mà có những người người ta không đồng tình thì người ta vẫn nói anh em mình là dư luận viên ba cổ hay là bưng bộ, chuyện đó là bình thường. Thế thì những cái thành phần đó nó nói em rất là nhiều. Thế nhưng mà em thừa nhận em là người bưng bô, mà em bưng bô cho đất nước em, cho dân tộc em, chứ em đâu phải là em nói tiếng Việt mà em đi đi bưng bô cho nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp đâu mà em phải sợ, đúng không? Có những cái thành phần nó sinh ra nó lớn lên ở Việt Nam đấy, nó ăn cơm ăn gạo của Việt Nam, nó uống nước Việt Nam, cha ông nó cũng đang chôn Việt Nam, thế mà nó đi nó lại đi nói xấu Việt Nam mà nó bưng bô cho một nước khác đấy, Dọn thì bô cho Mỹ. thì đó, cái đó mà chúng ta cần phải về 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 suy nghĩ. Chứ còn cái chuyện mà người dân Việt Nam chúng ta, cái nào ở Việt Nam chúng ta cảm thấy nó đúng, nó phù hợp theo cái quan điểm và cái cách nhìn của mình thì mình ủng hộ, còn cái nào mà nó không phù hợp thì chúng ta góp ý theo từng một cấp độ, chúng ta góp ý như thế nào, chứ không phải là các anh đưa lên mạng, không các anh viết này viết kia rồi các anh chửi bới, các anh cho rằng là không ai quan tâm. Ủa chứ không lẽ lãnh đạo người ta rảnh đâu, người ta lên Facebook các anh người ta đọc hàng ngày, mà bây giờ có bao nhiêu triệu cái tài khoản Facebook của Việt Nam, không lẽ hàng ngày người ta phải đi đọc hết cái tài khoản các anh xem và các anh có những vấn đề vướng mắc gì để người ta giải quyết à, đúng không? Các anh có vấn đề gì các anh đến cơ quan chức năng để giải quyết. Đó là cái mà em thấy cảm nhận được. Còn trở lại một chút về cái góc độ mà cái vấn đề mà ông Kissinger cũng như bà Janet, bà Janet gì đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ sang Việt Nam á, sang Trung Quốc sau đó mới sang Việt Nam á. Thì chúng ta thấy rất là rõ là ở trong cái vấn đề này thì không phải tự dưng em thấy năm nay rất là lạ, nhưng mà không phải tự dưng mà các cái quan chức của Mỹ là người ta sang Việt Nam xong người ta sang Trung Quốc, hoặc người ta sang Trung Quốc xong người ta lại sang Việt Nam á, thời gian gần đây nó hình như là lịch nó hơi bị dày. Thì ở đâu đó là cái chính sách ngoại giao của Mỹ có thể là em không dám đánh giá, bởi vì cái đấy nó quá sâu rộng và nó quá lớn, em không đủ tầm để đánh giá. Thế nhưng em nhìn thấy là có cái gì đó nó mang tính chất với tần suất là dày dày hơn rất là nhiều so với trước đây. Thì cũng có Khác thể thường, nếu như có gì đó khác là thường. khác thường thì có thể là các anh sang Việt Nam các anh hợp tác các thứ thì ok, thì em nghĩ nó rất là tốt thôi, nó giúp cho Việt Nam chúng ta là cũng có cái hướng phát triển nó cũng phù hợp. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, người ta ở một cái đất nước có thể nói là cũng là một trong những cái nơi mà phát triển về công nghiệp, đúng không ạ, về hệ thống khoa học kỹ thuật, thì người ta giúp chúng ta trong cái vấn đề phát triển thì em cũng rất là đồng tình ủng hộ thôi. Đó là một trong những cái tiêu chí mà nước Mỹ hay nói, đó là bình đẳng đấy, đúng không ạ, tự do dân chủ bình đẳng các thứ đấy, bác ái. Thế thì ở phía sau như thế nào á thì có lẽ là chúng ta lại cũng phải chờ nó thôi, chứ còn cái vấn đề lật bàn tay hay ngửa bàn tay đối với Mỹ thì mấy chục năm qua, thì từ khi em có nhận thức đến nay, em có xem xét em đọc nhiều vấn đề thì em thấy rất là rõ rồi. Afghanistan thì cho rằng là gì, có vũ khí hả hay là cái gì đấy, phát xong phát là thôi, chúng ta nhớ cái lọ muối không? Này. Ông Colin Powell đấy, cái sự kiện đấy Iraq. có nghĩa là người ta đánh xong, người ta đánh xong rồi người ta bảo là do tình báo sai đấy là thôi, cũng chả ai cả. Rồi hay là ông Milosevic à, ở Nam Tư đấy, liên bang Nam Tư cũng vậy, quy kết cho người ta cái tội là diệt chủng, sau đó là cũng xé nát Nam Tư ra, xong rồi sau này bây giờ thì cũng ông minh oan rồi, ông sau mười mấy 20 năm minh oan rồi, ông không có phạm cái tội ác diệt chủng đó, thì cũng chả ai là phải chịu trách nhiệm cả. Cũng chả có cơ quan nào hay là chính phủ nào lên tiếng là thế này thế nọ cả, chỉ nói mỗi câu hồi đó là tôi đánh giá nhầm.
thì Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi. Sau này biết đâu tự dưng một ngày nó đánh giá nhầm cũng là chuyện bình thường thôi. Đánh giá nhầm là bình thường, có nghĩa là mày không theo tao là tao thoi mày thôi. Tao thoi xong rồi tao bảo tao nhầm, tao đánh nhầm. Thế nên là dù gì đi chăng nữa thì em thấy nó có cái vấn đề khác lạ ở trong đó. Thế nhưng mà trước mắt thì em nghĩ theo hướng lạc quan. Đó là với cái góc độ ngoại giao cũng như tình cảm mà hợp tác bao nhiêu năm nay, thì người Mỹ người ta cũng sẽ có một cái hướng để hợp tác với chúng ta, Việt Nam chúng ta phát triển cùng có lợi. Thì em rất là ủng hộ. Còn cái vấn đề mà sâu xa hơn, to lớn hơn thì cái đó nó thuộc về trách nhiệm của các cơ quan. Người ta có những cái chuyên môn, người ta có những cái bộ máy, người ta có những cái cá nhân, đúng không ạ? Người ta nghiên cứu, người ta phát triển và người ta đóng góp cho các cơ quan chức năng của nhà nước. Thì cái đó thì em hoàn toàn ủng hộ thôi. Chứ còn nếu mà một cá nhân như em mà lên đánh giá xem là bà ra nét này bà sang Việt Nam với mục đích gì thì nó nghe nó rất là vô lý, rất buồn cười. Cái ngang với em thì không dám so sánh, nhưng em cũng không không thể đứng chung mâm với cái bọn như kiểu Xin Lê hay thằng Huy Trộm Gà hay thằng Nguyễn Văn Đài được. Những cái thằng tư duy đó thì em chịu, nó là tư duy của bậc cao đấy. Thế nên là em chịu, không 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 đánh giá kiểu đó được, bởi vì đánh giá kiểu đó nó trở thành là những cái kẻ trơ trẽn lên không gian mạng là nói sằng nói bậy đấy, nói bố láo, nói không có bằng cớ, nó không bằng chứng, nói cho vui thì được. Đó, các anh ngồi nói chuyện anh chém gió cho vui thì được, chứ còn đã lên anh phát biểu mà anh nhận xét về một góc độ một quốc gia là nó rất là vô lý rồi. Đó là cái quan điểm của em, thì nay giao lưu với anh, chia sẻ với anh cô chú anh chị một chút như vậy. Thì em cảm ơn anh và cô chú anh chị đã quan tâm em chia sẻ. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều. Thì